Sư đây con hỏi thêm là ở bên này có rất nhiều các quý vị phụ huynh có những cái thắc mắc là khi sanh con trẻ ở cái nước Mỹ này và họ rất là muốn hướng dẫn đạo Phật cho con, nhưng mà thứ nhất là về cái vấn đề ngôn ngữ nó cũng hơi khó, cái thứ hai là để mà đọc kinh theo đạo Phật cho con hiểu thì cũng cũng rất là khó. Thì theo sư có một cái cách nào mà nó dễ thực hiện nhất cho tất cả quý vị phụ huynh, những người có tâm mà muốn gieo cái chủng tử Phật pháp vào trong lòng con trẻ thì có thể làm bằng cái cách nào thưa sư? Câu hỏi này là một câu hỏi rất là hay, và bởi vì á là bậc cha mẹ nào một khi mà đã thực hành giáo lý của Phật đó thì họ cũng cảm thấy đó là giáo lý này là giáo lý sống chứ không phải là giáo lý mà thụ động. Bởi vì có rất nhiều, ngay cả những vị Phật tử, họ cũng chưa từng nghĩ rằng là giáo lý của Phật giáo là để sống. Họ nghĩ rằng là hôm nay gia đình bất an quá, gia đình lục đục quá, gặp nhiều rủi quá, thành ra thôi mình đi lên chùa mình xin cầu an. Rồi mình có người thân mất, mình nghĩ ngay đến chùa là đến chùa để mình xin cầu siêu. Thành ra vô hình trung mình biến giáo lý Phật giáo thành một cái giáo lý chỉ để đi cúng thôi. Một cái mảng đó không phải là không có, bởi vì tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào nó cũng có chức năng, đó là chức năng an ủi. Chức năng an ủi là nó làm cho người ta đang bất an trở nên có điểm tựa cho họ an. Rồi họ đang rất là buồn, họ đang rất là bất ổn, rất là khổ vì người thân yêu của mình qua đời, thì họ cũng cần một chỗ để họ gửi cái năng lượng của họ để họ có cảm thấy yên tâm. Thì chức năng của Phật giáo cũng có một phần là chức năng an ủi. Tuy nhiên, nếu chỉ là chức năng an ủi thôi đó thì là giống như mình đã cắt 90% sống của Phật giáo đi rồi. Đó, Phật giáo đó là cái đời sống, mà đời sống thì mình phải thực hành. Chẳng hạn như bây giờ bạn muốn gieo vào đầu con mình những cái điều mà về Phật dạy đi. Mà được Phật dạy cái gì? Đó là điều thiện. Phật dạy là yêu thương mọi loài chúng sanh. Bạn biết đau, con vật cũng biết đau. Đó, bạn đau đớn chừng nào thì khi mà đánh đập hoặc giết chóc, con vật cũng đau đớn như thế. Rồi bạn mà tham sống như thế nào thì con vật nó cũng tham sống như thế. Tức là phát triển cái lòng từ ở cấp độ nhân loại và rồi sau đó đến tất cả mọi loài. Đó, tình thương, tức là nhưng nếu mà để dạy cho con được cái điều này, bản thân bạn phải làm điều đó. Không thể nào mà bạn dạy con mình rằng là mình phải thương nhau, rồi mình phải thương mọi loài, mà rồi bạn thẳng chân đá một con chó lúc mà bạn đang giận. Ở nhà bạn đang nuôi một con chó mà chả đứa con mình nó rất là thương yêu, và bạn khi bình thường bạn cũng rất là vui với nó, nhưng hôm đó bạn rất là mệt mỏi và bực dọc, thành ra là bạn bị cái cảm thọ đó, cái cảm xúc đó nó chi phối. Bạn đi về bạn trút bực dọc vào ai cũng không được. Trút vô con thì nó đóng cửa, trút vô vợ thì vợ coi chê thì vợ cũng không nói gì, rồi thậm chí còn gây gổ. Thôi thì đứa con chó nó đang lăng quăng dưới chân mình, chúc mừng mình, vui vẻ với mình, thôi thì trút luôn cho nó một cái. Tội nghiệp con chó. Nếu như con chó nó bị đá một cú như vậy mà đứa con nó thấy hành động của ba hoặc của mẹ như vậy, thì là hành động mà bạn dạy phải biết thương mình, thương người, thương chúng sanh, nó sẽ bị xấu đi. Nói như thế thì có nghĩa là mình dạy con mình bằng chính cái thân của mình. Cách dạy dỗ nó có ba điều, có ba cái cách dạy trong Phật giáo, đó là thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Thân giáo là dùng thân của mình, dùng chính cái bản thân của mình làm một bài học lớn cho con. Khẩu giáo là dùng cái lời nói của mình chuyển tải những cái thông điệp đẹp đến cho con. Và ý giáo là chỉ dùng cái năng lượng tâm ý thôi thể hiện ra khiến cho con mình nó cảm nhận được. Thì thông thường chúng ta dùng khẩu giáo là nhiều. Tại vì thân giáo chính mình làm cũng chưa được cho nên mình cũng dám làm cho con. Còn ý giáo thì nó lại thuộc về lĩnh vực tư tưởng, mình chưa đủ mạnh để mình biến cái ý của mình
cho con mình nó hiểu. Thành ra nếu mà gọi là các bậc cha mẹ thật sự muốn hướng dẫn con mình thì sử dụng luôn cả khẩu giáo và ý giáo, cả thân giáo, nhưng trong đó thân giáo là mạnh nhất. Khi cha mẹ thấy một con chó bị đau đó, có thể là đi về mọi người rất là riêng tư công việc của mình cho nên không có thấy nó đang đau. Nếu như mà mình về mình thấy, mình đi ngang mình thấy năng lượng của con vật này đang buồn thì mình biết rằng ồ, nó đang bị gì đây đó. Một chút quan tâm đó nó sẽ đánh động trong lòng của đứa con mình một cái hạt giống thiện, rằng là chung quanh con nên để ý rằng là hạnh phúc nó nằm ngay đây. Cho nên chỉ cần con để ý đến nó thì con sẽ thấy nó đau. Và lúc đó con sẽ chăm sóc nó, vân vân. Thì hành động này từ từ nó là một hành động thấm sâu vào đầu con mình bằng thân giáo. Khẩu giáo vì ngôn ngữ khác biệt, mình không có thể nói được nhiều. Nhưng những cái điều mà mình có thể nói được rằng là con ơi, cái định luật bảo toàn năng lượng đó, mình có thể đọc cho nó bằng tiếng Anh cũng được, tiếng Việt cũng được. Định luật bảo toàn năng lượng này, nó cũng là định luật bảo toàn những cái năng lượng tâm ý của con. Chứ nó không phải chỉ là những cái năng lượng vật chất không. Bởi vì tâm ý là một dạng năng lượng rất là mạnh. Cho nên định luật bảo toàn năng lượng cũng là định luật bảo toàn nghiệp lực. Con hãy cẩn thận, vì con làm cái gì rồi trước sau gì con cũng sẽ nhận lại điều đó. Rất là vô hình mà bạn đi vào trong tâm ý con trẻ, những cái điều mà nó thấy ngay trong đời sống. Nó không cần học trên lý thuyết, nó thấy ngay trong đời sống luôn. Thì nó sẽ thấy nó logic và nó make sense với đứa nhỏ. Còn nếu mà mình cứ ép nó phải đọc kinh này, phải đọc kinh kia thì nó nói bố mẹ đọc đi, con không muốn mà. Đó. Thành ra là biến giáo pháp thành hành động, làm cho mọi người xung quanh mình trở nên vui và hạnh phúc. Đó chính là cái thân giáo tốt nhất để dạy cho con mình. Cha mẹ làm gương sáng cho các con. Con cảm ơn sư đã cho chúng con hiểu phải dùng cả thân, khẩu và ý để mà giáo dưỡng con mình là một cái người mẫu, là một cái tấm gương tốt để con soi theo. Đúng mà vậy. Theo đó mà nương theo, mà thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Xin sư cho con cũng như quý khán thính giả đang theo dõi chương trình được biết là con được nghe rất nhiều người nói khi mà người ta đau khổ quá, đau khổ nhiều nhất, người ta không còn một cái chỗ dựa nào nữa, thì người ta thường có cái khuynh hướng là quay về dựa vào cái đời sống tâm linh, quay về dựa vào cái tâm linh của mình. Thì vì sao người ta có khuynh hướng làm như vậy, thưa sư? Thật sự ra bởi vì khi mà có những cái điều mà mình cầu không được, nó ngoài tầm tay với của con người đó. Thì như là cái việc ngoài tầm tay với của con người đó là những cái rủi bất ngờ. Mình không mong là rủi đừng có đến. Đó. Và những cái bất ngờ đó nó sẽ làm cho mình vì ngoài tầm tay. Hôm nay tôi đi phỏng vấn, tôi ready tất cả các resume này nọ kia, tất cả các kinh nghiệm. Nhưng mà đi phỏng vấn được chấp nhận hay không thì là cái chuyện nó ngoài tầm tay của mình. Phải không? Có bao giờ mình nghĩ rằng là với cái này tôi đi xin việc nhất định tôi sẽ được nhận không? Có nhiều cái trường hợp mình sẽ thấy rõ là nó chẳng có theo ý mình muốn. Mình chỉ đến mà mình chỉ cầu nguyện thôi đó. Đó. Vậy thì cầu nguyện cái gì vậy? Con không biết con cầu nguyện vô đức tin của con về con cầu nguyện, con theo đạo Phật thì con cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát. Còn bạn bè con, có người đạo Chúa, có người đạo thì con nghĩ là quay về với Chúa. Quay về với một cái đất mà mình tin tưởng là, mình tin là họ luôn lắng nghe mình, họ luôn thương mình. Sau mình cầu nguyện. Đó là một điểm là, nãy hồi xưa nó nói là cái tâm mình nó giống như cái phone vậy đó. Là nếu như mà nó thật sự là tốt, nó đầy đủ phước đức, thì đến lúc đó, cái phước đức đó nó sẽ làm cho cái tâm linh của mình, mình mở cái account phước đức của mình. Và phước đức của mình nó sẽ cover những cái khó khăn của mình. Đó. Còn nếu mà mình cầu nguyện mà chỉ là hướng toàn bộ tâm ý của mình vào một đức tin. Vào chẳng hạn như mình thì cầu Quan Âm đi. Mình hướng hết niềm tin của mình vào Đức Quan Âm. Sau khi mình được thà toại nguyện rồi, cái mình đâu vào đó. Thì
Cái gì vậy? Có người cầu được, có người cầu toại nguyện, có người cầu thì không toại nguyện. Tại sao vậy? Là bởi vì giáo pháp của Đức Phật cho mình thấy là mình luôn luôn mình là chính. Phật Bồ Tát là năng lượng bên ngoài. Năng lượng từ bi của Đức Phật, của chư Bồ Tát và chư, phải nói là chư thiên, họ chung quanh mình rất là nhiều. Nhưng mà phước đức của mình không đủ để nhìn ra. Và cái phone, cái account công đức, cái cục pin phước đức của mình á, nó cũng chai luôn. Thành ra nó không có tiếp được cái sóng giúp đỡ, được cái sóng tình thương. Cho nên có những người cầu thì được, có những người cầu thì không được. Đó. Nếu như mà bạn không nhìn ra được là mình là chính, tự lực, rồi sau đó tự lực của mình là cái chánh đã, rồi sau đó mình mới tiếp được cái tha lực, tức là cái năng lực bên ngoài, năng lực hỗ trợ bên ngoài. Nếu tự lực chưa phát, bạn chẳng hạn như một bác sĩ là tha lực, nhưng mà cái niềm tin và cái sức sống trong bạn phải mạnh, đó mới là tự lực. Bây giờ bác sĩ thì cố gắng cứu, mà bạn thì cứ bải hoải muốn chết, bác sĩ có cứu cũng bó tay. Phải không? Cho nên nếu cái việc mà mình nương về tâm linh thì là cái phước đức là nền tảng của tâm linh, nền tảng của hạnh phúc. Cho nên nếu mà mình đi về cái điều mà nền tảng tâm linh vững chắc thì sư nói là phước đức vô hình, nhưng mà nó đủ cover bạn. Mà phước đức này không phải ai ban cho mình, mà mình tự làm, mình tự tích chứa bằng những cái hành động, bằng những lời hành động thiện, bằng những lời nói thiện và bằng những ý nghĩ thiện. Vậy con hiểu rồi. Khi mà mình quay về mình cầu nguyện và nương tựa vào cái tâm linh của mình thì có nghĩa là mình nhờ vào cái tha lực từ bên ngoài, nhưng mà tự thân mình, tự lực mình phải đứng lên nữa. Đúng Tự lực mình chắc con nghĩ cũng phải trên 50% rồi. thì tha lực mới có thể hỗ trợ phần còn lại, thế phải không sao? Đúng rồi, tại đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu mà cái năng lượng trong mình mà mạnh, tức là mình phát cái khí mạnh mẽ, thì mình sẽ chiêu cảm được những năng lực mạnh mẽ. Còn mình phát được, mình chỉ phát ra những cái ý rất là yếu ớt, thì mình cũng sẽ nhận được những cái năng lực rất là yếu ớt. Không phải là những năng lực là tùy mình mà chiêu cảm đâu, mà là do là cái phone của mình nhận có nhiêu đó. Vì thời lượng của chương trình có hạn, thành ra chúng tôi rất tiếc phải dừng chương trình tại đây. Xin kính chúc quý khán thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay lúc nào cũng được thân tâm an lạc, lúc nào cũng có thể nhận thấy hạnh phúc rất gần gũi và ở ngay bên cạnh mình, để có thể có mỗi một ngày là một ngày vui, mỗi một giờ là một giờ vui, mỗi một ngày là một ngày vui, một tháng vui, một năm vui, và trọn đời đều là một đời sống an vui. Xin thay mặt những người làm chương trình, xin gửi lại lời chào tạm biệt và trân trọng nhất. Xin hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những show ghi hình tiếp theo của chương trình Chuyển hóa thân tâm.